Yeah. Hôm nay là kỷ niệm 7 tháng mình làm không công cho YouTube anh em ạ. Yeah, ăn mừng. Woo. Tôi vẫn cười bình thường. Thời gian trôi qua tôi vẫn khỏe anh em ạ. I'm fine, vẫn ổn. Thời gian trôi qua đau khổ cũng nhiều, mất mát cũng nhiều, rồi cố gắng cũng nhiều, rồi chịu đựng nhẫn nhịn cũng nhiều lắm rồi các bác ạ. Bữa nay mình kiểu thay đổi rồi anh em ạ. Không hiểu sao chờ đợi nhiều quá rồi bây giờ mình kiểu trở thành một người khác luôn. Xong bây giờ mình cảm thấy cái tâm trạng mình trong lòng mình kiểu rất là thanh thản. Mặc dù là mọi vấn đề vẫn còn nằm đấy và nó hầu như là chưa có cái con mẹ gì giải quyết hết. Thực sự là làm YouTube khó anh em ạ. Khó vãi luôn á. Nhưng mà làm không công còn khó hơn gấp mấy ngàn lần nữa. Người ta làm có tiền mà người ta còn kêu cực mà tôi làm không có tiền luôn. Tôi còn chưa kêu ca gì nữa. Được rồi, thì mình làm cái video này để trả lời một vài cái câu hỏi mà anh em gửi về rất là nhiều trên Gmail của mình, cũng như comment trên các video YouTube, rồi comment trên Facebook các kiểu, mà chung quy lại là có rất là nhiều câu hỏi giống nhau mà mình sẽ trả lời một vài câu hỏi mà nhiều người hỏi nhất. Thì cái kênh mình bị cái gì? Thì bây giờ mình không nói dài dòng đâu anh em yên tâm, mình chỉ nói tóm tắt thôi. Là 7 tháng trước, từ 6, 7, 8 tháng trước gì đấy. Trước đó là mình được nhận thanh toán của YouTube từ một công ty trung gian. Có tên cho họ rõ ràng luôn, tên là G1. Và 6, 7 tháng trước mình ngừng làm việc với họ và mình bắt đầu làm việc trực tiếp với YouTube. Và để làm việc trực tiếp với YouTube thì người ta cần phải xác nhận danh tính. Hay mình nói tóm tắt luôn này, không dài dòng nha. Mà để xác nhận danh tính thì YouTube sẽ gửi về cho người làm video một cái gọi là mã PIN. Một cái tờ giấy, ấy, thấy chưa? Một cái tờ giấy trong đó có mã PIN và gửi tới địa chỉ nhà của người làm video. Và sau đó mình sẽ nhập cái mã PIN đấy lên một cái tài khoản trên YouTube. Và sau khi nhập xong thì mới có thể nhận được tiền, mới có thể nhận được thanh toán, mới có gọi cái, có cái gọi là lương. Ấy. Và thế là tôi đợi từ hết tháng này qua tháng khác để nhận mã PIN. Mặc dù là tôi đã liên lạc rất là nhiều với YouTube, liên lạc YouTube hỗ trợ Việt Nam, liên lạc với YouTube hỗ trợ nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, Latin có mày ở hết luôn. Nhưng mà tất cả những câu trả lời mà tôi nhận được, bất kể là ở đâu, bất kể hỗ trợ YouTube Việt Nam hay là YouTube nước ngoài, đều trả lời là mã PIN đã được gửi cho bạn rồi và bạn sẽ phải đợi từ 2 đến 4 tuần thì mới nhận được. Đấy, đấy. Và tôi đợi xong rồi người ta lại gửi mail lại bảo tôi là mã PIN lại được gửi rồi, bạn lại đợi tiếp 2-4 tuần nữa nha. Rồi tôi đợi tiếp. Rồi tới mấy tháng sau rồi tôi lại lại hỏi, rồi bên kia lại bảo đợi. Đấy, nó cứ vòng lặp luẩn quẩn vậy. Và cho đến bây giờ là hơn nửa năm trôi qua rồi. Mặc dù tôi ngồi đây nói chuyện với anh em rất là vui vẻ, nhưng mà thực sự mà nói thì tôi nói thật với anh em là tôi phải trải qua một cái thời gian phải nói là cực kỳ là khủng khiếp. 7 tháng trôi qua làm không công này thực sự là một quãng thời gian mà nó có rất là nhiều thứ mà xảy ra với tôi. Nhưng mà những thứ đấy nó không, mình không thể nói ở đây được, không thể nói trong video được. Bởi vì mình không muốn trở thành người mà được bị người khác thương hại. Không muốn người khác thương hại mình anh em ạ. Mình lớn rồi. Mình phải tự lực. Những cái vấn đề mà của mình thì mình sẽ phải tự giải quyết. Bây giờ mà tôi mà ngồi kể hết 7 tháng rồi tôi trải qua những gì là anh em khóc đây luôn á. Tôi nói thật luôn. Là anh em cạn nước mắt đây luôn. Nhưng mà tôi sẽ không nói, tôi không kể những cái chi tiết ra. Tôi chỉ nói tóm tắt thôi để anh em đỡ mất thời gian. Được rồi, thì mình sẽ trả lời một vài câu hỏi khá là phổ biến đây, hỏi mình rất là nhiều luôn. Thì mình có ý định từ bỏ kênh YouTube Chúng Senpai không? Câu trả lời với mình chắc chắn là không luôn các bác ạ. Mình chưa bao giờ từ bỏ hay là bỏ cuộc cái gì hết anh em ạ. Và nếu cái đấy nó còn cứu được thì bằng mọi giá, bằng mọi cách mình sẽ dốc hết sức, mình sẽ cứu nó, mình sẽ khiến cho nó trở lại như cái lúc ban đầu. Chỉ có hai cách có thể khiến tôi bỏ kênh YouTube Chúng Senpai. Cái thứ nhất đó là YouTube tự tay xóa đi cái kênh này. Thì lúc đó tôi mới không còn cái gì để gọi là bận tâm hay là hối tiếc nữa. Và cách thứ hai đó là không còn ai xem tôi nữa. Thì lúc đó kênh Chúng Senpai sẽ chết. Ok.
Câu hỏi thứ hai, tại sao có nhiều tuần mình không ra video? Cứ mỗi lần tôi làm video xong là tôi lại ngồi một xó, nước mắt tôi kiểu tràn ra không ngừng vậy. Nhiều lần lắm rồi. Quãng thời gian vừa qua, khi mà hoàn thành xong một series hay là một video nào đó, mình cảm thấy không có chút sức lực nào luôn anh em ạ. Mình cảm thấy là trong người mình nó mệt mỏi, nó đuối sức, nó không làm được cái gì hết luôn. Kiểu như là tâm lý tôi bị ức chế á. Đúng rồi, cái câu này đúng này. Tâm lý tôi bị ức chế. Đấy, trong khoảng thời gian nghỉ á, thì phần ít thời gian là tôi chơi game. Mà phần nhiều thời gian là tôi tìm đủ mọi cách để cứu lấy cái kênh của tôi anh em ạ. Còn lại những khoảng thời gian khác thì ăn uống ngủ nghỉ hết. Nhưng mà đó là câu chuyện của mấy tháng trước. Còn mấy tuần trở lại đây cho đến bây giờ thì tôi cảm thấy là tâm trạng tôi khá là thoải mái, khá là gọi là thanh thản. Tại sao tôi lại cảm thấy thoải mái bình thường trong khi mọi vấn đề vẫn còn nằm đấy? Tôi không biết nữa anh em ạ. Kiểu như là cái tâm lý tôi bị ức chế quá lâu khiến bây giờ tôi tự động thay đổi luôn, tự động thay đổi bản thân để mà thích nghi với nó luôn. Mà mình hay thực sự. Mà ảo thực sự luôn á. Tôi ăn nhiều hơn, tập thể dục, chạy bộ, rồi là suy nghĩ thoải mái, rồi là nói chung tôi làm mọi thứ để bản thân mình tốt hơn. Ok, có một câu hỏi mà cực kỳ nhiều người hỏi ở đây, chắc câu này là hỏi nhiều nhất. Đó là tại sao mình không lập một kênh mới? Cho dù lập một kênh mới đi nữa thì tôi vẫn sẽ phải xác nhận danh tính. Tôi vẫn sẽ phải đợi má pin tiếp. Bởi vì kênh Dũng Senpai nó hoàn toàn không bị gì hết. Nó không bị tắt kiếm tiền, nó hoàn toàn bình thường anh em ạ. Cái vấn đề ở đây là cái thằng YouTube nó không chịu gửi mã pin cho tôi để tôi nhập vào, để tôi nhận thanh toán. Đấy, còn lại là kênh nó không bị gì hết luôn. Kênh tôi hoàn toàn bình thường. Thậm chí là bữa nay doanh thu kênh tôi nó còn nhiều là đằng khác nữa nha. Đó, bây giờ giả sử tôi lập một kênh mới, sau đó tôi lại vẫn phải xác nhận mã pin tiếp, thì để làm cái gì? Thì có vẫn có nhận được xu nào đâu. Và thêm một lý do nữa mà tôi không lập cái thứ hai, đó là quản lý hai kênh không phải đùa đâu. Quản lý nhiều kênh một lúc không phải đơn giản đâu. Sẽ phải cần rất là nhiều sức lực, rất là nhiều trách nhiệm, rất là nhiều thứ để mà có thể quản lý được nhiều kênh YouTube trên YouTube. Khó lắm các bác ạ, không có đùa được đâu. Ok, thì đây là câu hỏi cuối cùng này. Và chỉ có đúng một người hỏi câu này thôi. Và đây là một người bạn thân của tôi. Ông hỏi tương lai của kênh này ra sao. Thì đây là thứ mà suốt những tháng vừa qua tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và tôi cũng có câu trả lời luôn rồi. Nếu trong vòng 3 tháng tới mà tình hình cứ mấy thằng YouTube nó cứ không gửi mã pin cho tôi thế này thì tôi vẫn làm video bình thường. Và sau 3 tháng nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ thực hiện một trong những cái gọi là thay đổi lớn nhất trên kênh của tôi từ lúc thành lập kênh cho đến bây giờ luôn. Một thay đổi, một bước ngoặt mà vừa tốt cho tôi, vừa tốt cho YouTube, vừa tốt cho mọi người. Nhưng mà thay đổi đó là gì hay là thay đổi như thế nào thì hiện tại tôi chưa thể nói cho anh em được. Lúc nào nó đến thì nó sẽ đến. Ok, tiền bạc rất là quan trọng anh em ạ. Không có tiền cạp đất mà ăn à. Nhưng mà còn rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền. Để tôi cho anh em xem một phần nhỏ trong những cái mail mà bên YouTube đã gửi hỗ trợ mình này. Đấy, anh em đọc xem người ta trả lời như thế nào nha. Đâu rồi, để tôi mở cái đã. Tôi mở rồi anh em tự pau lại rồi đọc nha. 2019 tháng 9 này. Tháng 9 này, rồi tháng 10 này. Đấy, tháng 11 này. Đói, tháng 12 này. Tháng 1 nè, tháng 12 xong rồi đấy, tháng 1 2020 nè. Đấy, rồi tháng 2 nè. Rồi. Đó, rồi tháng 2, rồi tháng 2 có thêm một cái nữa, một hai cái gì đấy nữa. Đấy là một phần nhỏ trong những câu trả lời mà YouTube đã gửi cho mình, gọi là hỗ trợ mình, YouTube support hỗ trợ mình đó anh em. Nội dung đậu má nó cứ y chang nhau vậy. Cứ kêu mình đợi 2 4 tuần hoài luôn. Từ 4-5 tháng trước thì bất cứ cái mail nào mà tôi viết xong tôi gửi cho bên hỗ trợ thì đều là viết trong kiểu viết trong nước mắt hay các bác ạ. Mà thực sự nội dung nó tôi không nghĩ là tôi sẽ nói ra ở đây đâu. Ok, thì coi như là bỏ qua hết đi. Thì có cái này mình muốn nói với anh em trong video luôn này. Thì có một người tên là Quốc Huy làm trong nhóm gọi là hỗ trợ YouTube. Anh này là người đã trả lời mail của mình khá là nhiều.
anh này là người mà lúc nào cũng mở miệng ra là nói sẽ giúp mình, sẽ hỗ trợ cho mình, nhưng mà lúc nào cũng bảo mình là đợi từ 2 đến 4 tuần hết các bác ạ. Thì trong một cái mail mà mình được gửi cho anh Quốc Huy vào ngày 29 tháng 1 2020 thì mình đã hứa với anh Quốc Huy một lời hứa. Đó là nếu mà anh Quốc Huy giúp mình có được mã PIN hoặc là bằng cách nào đó mà anh giúp mình xác minh được tài khoản YouTube thì mình sẽ tặng cho anh Quốc Huy, mình sẽ tặng nha, chứ không phải là cho hay là thưởng hay là gì đó, là mình sẽ tặng anh Quốc Huy một số tiền rất là lớn anh em ạ, rất rất lớn luôn. Anh em không đếm được là đằng sau nó có bao nhiêu số không đâu, nhưng mà mình khẳng định với anh em đây là một số tiền rất lớn. Thì một vài bạn sẽ tự hỏi là tại sao mình lại tặng một số tiền lớn cho anh Quốc Huy khi mà những gì mà anh làm cho mình chả có mẹ gì ngoài bạn cứ tiếp tục đợi từ 2 đến 4 tuần rồi là chỉ có gửi qua mail mà mình lại tặng cho anh một số tiền lớn như vậy. Mình xin phép được giữ lý do này lại và chưa nói với anh em bây giờ. Mình sẽ nói cho anh em biết lý do tại sao mình gửi cho anh một số tiền lớn khi mà kênh của mình được xác minh danh tính, nhận được mã PIN xong. Mình sẽ nói cho anh em biết. Và mình đã hứa thì mình sẽ luôn luôn làm, mình không bao giờ thất hứa anh em ạ. Mình không phải là thằng thích khoe khoang tiền bạc nên mình xin phép anh em được giữ bí mật số tiền đó là bao nhiêu. Mình sẽ không để cho kênh này chết một cách gọi là oan uổng hay vô ích như vậy được các bác ạ. Và trong thời gian tới mình sẽ cố gắng ra nhiều video nhất có thể, cố gắng hết sức luôn. Và hẹn gặp lại anh em trong những video hay là những series game tiếp theo. Bây giờ mình cũng sẽ bye, xin chào tạm biệt và chúc ngày tốt lành. Bye bye.